Hóa ra là thầy giáo. Tập 36. Nếu không có mục tiêu và kế hoạch, anh vẫn sẽ kiên trì chứ? Vẫn. Chỉ cần người đó là cô. Trong kế hoạch trảm nữ vương của anh ta, hình như có một mục sứ giả hộ hoa chưa hoàn thành. Anh không cố ý cười cô ấy, anh chỉ là không nhịn được. Anh nghĩ cô ấy dù thế nào cũng thú vị. Dopamine khiến con người ta nhìn một lần là thuộc luôn. Bảo bối, các con nhịn chút đi nha. Tại sao người ở đây lại là cậu mà không phải là cô ấy? Đúng, đúng. Em không nên ở đây, em nên ở dưới gầm xe. Bóng đèn hỏng rồi, anh biết sửa không? Đương nhiên. Anh à, như anh mong đợi, em đi giúp chủ nhiệm Tô sửa bóng đèn, không làm phiền anh ngâm thơ Vĩnh Phú nữa. Đi thôi. Anh không thích trời mưa, nhưng để có thể che cùng một chiếc ô cùng em, mà ngày nào anh cũng mong chờ trời mưa. Tô Kỳ, có phải em đã thuê một vị luật sư chui vào trong trái tim anh không? Tại sao em rời đi rồi anh ta vẫn giúp em biện hộ? Đừng lo, sửa xong ngay thôi. Cảm ơn nha. Đừng khách sáo. Có thể phục vụ cho cô là vinh hạnh của tôi. Mỗi khoảnh khắc bình thường, chuyên tâm ca hát, rời xa chốn danh lợi phù phiếm. Mỗi lần chạm vai, lướt qua nhau, mặn mặn. Đây là lần thứ hai anh cầm tay tôi đấy. Chỉ cần đắm chìm trong tình yêu là đủ. Anh yêu, hãy thử cảm nhận. Anh tiếp tục đi. Tôi nghe nói, trong một mối quan hệ tốt đẹp, nhất định phải có một người nói nhiều. Tôi muốn... Tôi từng nói, trước khi chuyện của hai bọn họ được giải quyết, tôi sẽ không suy nghĩ về chuyện của chúng ta. Vì thế tối đó, anh đừng để trong lòng. Tôi hiểu rồi. Anh đoán đã kết thúc rồi. Dù chỉ là đôi câu nói, chắc cũng không nói được với em nữa rồi. Mọi người đều thất tình, anh có thể để cho em chút giường để ngủ không? Chỉ có thể một mình buồn bã. Còn lại những lời dị nghị và giấc mộng tàn. Anh nhảy với trái tim nặng trĩu. Giải quyết từng chuyện một đi. Ai bảo mình chỉ là một trợ lý bình thường chứ?
Tất cả lời hứa của em đều bị phá vỡ. Chào buổi sáng thầy Hướng. Chào buổi sáng cô Tu. Phi Tư, cậu không thấy kỳ lạ sao? Cực kỳ kỳ lạ. Có phải cậu cũng không hiểu không? Sao cảm thấy gió yên biển lặng, không có chuyện gì xảy ra vậy? Tớ cũng không hiểu. Không hiểu là chuyện bình thường. Cảm giác cay đắng này các cậu không hiểu được đâu. Hai đứa trẻ tranh luận về mặt trời, Khổng Tử bắt gặp, không hiểu cũng bình thường thôi. Nói cái như là cậu hiểu lắm vậy. Đương nhiên là thế rồi. Đỗ Tiểu Tây à, cậu nói cho bọn tớ xem tình trạng hiện giờ của bọn họ là gì vậy? Hai ba câu không nói rõ được. Buổi trưa ở nhà ăn có buổi hội thảo về tình cảm của Đỗ Tiểu Tây, không gặp không về nha. Đang chờ tôi sao? Đưa thầy Hướng đi dậy. Kiểm tra tình trạng chờ bảo trì của thiết bị nhà. Nhân tiện mang cho chủ nhiệm Tô một cốc cà phê buổi sáng. Flat white cực nóng, tách sữa. Chờ tới 10 giờ, nhiệt độ vừa hay, hợp với sở thích của cô. Tôi tưởng tối hôm qua chúng ta đã đạt được đồng thuận rồi chứ. Cũng không ảnh hưởng tới việc cô uống cốc cà phê này. Tôi nghĩ cả buổi tối, nếu như cô thực sự không muốn làm bạn gái chính thức của tôi, vậy tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian chờ đợi trong phạm vi mà cô thấy thoải mái, cho tới khi cô chấp nhận tôi thì thôi. Nói ngắn gọn là Tô Mạn, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Qua Lập Hạ, tôi uống Americano, ít đá. Ngày mai tôi mang cho cô Americano. Anh rất rảnh sao? Tôi rất ngọt ngào. Vệ Hữu Tài, em từng như một cái bóng đen lẫn trốn phía sau, dương mắt nhìn trái tim đang rỉ máu. Tô Mạn, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tên này tính tình cố chấp đấy. Chờ đợi nụ hôn của anh, mỗi khoảnh khắc nỗi tương tư ập đến. Em vẫn luôn đợi. Vị mới có, thử chút cũng không sao, cũng không vấn đề gì. Thanh Thanh tới rồi à? Nào, ngồi đi. Thế nào, uống chút không? Không cần phiền đâu giám đốc Vệ. Không phiền. Giám đốc Vệ tìm tôi có chuyện gì? Cậu xem cậu nói kìa. Phải có việc tôi mới được tìm cậu à? Chúng ta không thể không có việc thì nói chuyện ôn chuyện cũ à? Ôn chuyện cũ thì e rằng không có câu chuyện nào tốt đẹp đâu nhỉ. Thắt lòng quá. Được, vậy tôi nói thẳng nha. Muốn cùng cậu hợp tác. Hợp tác? Chúng ta cùng nhau cho ra mắt người mới. Giám đốc Vệ muốn nói tới. Cậu biết người đó đấy. Chính là học sinh của Hướng Đông Nam, Trần Dư Huy. Xin lỗi giám đốc Vệ, lần hợp tác này e là không thể thành được. Học sinh Trần Dư Huy trước khi kết thúc cấp 3 sẽ không ra mắt đâu. Đây là giao hẹn giữa cậu ấy và thầy Hướng. Hơn nữa kế hoạch của giám đốc Vệ, bản thân cậu ấy chắc cũng không dễ dàng chấp nhận đâu. Có gì mà không thể chấp nhận được chứ?
Thằng bé này phải ăn bát cơm này. Tâm hồn tuổi 18, thân xác tuổi 30, cộng thêm phản ứng cộng của chất giọng vừa ra mắt, chắc chắn sẽ trở thành đề tài. Đến lúc đó chúng ta cùng thắng. Thầy Hướng và Trần Dư Huy đều không hy vọng âm nhạc chỉ là phản ứng cộng thôi. Cái này chỉ là góc nhìn không giống nhau thôi, đúng không? Tôi nghĩ đó là phản ứng cộng. Đối với cậu ấy thì gọi là thực hiện ước mơ, đúng không? Cậu xem, mọi người chỉ lấy thứ mình cần thôi mà. Điều này chắc cậu không phải không hiểu đó chứ. Tôi cũng không phải là nhà từ thiện. Vậy nếu tôi để Trần Dư Huy tham gia chương trình Siêu Sao Thần Bí, cậu nói xem Hướng Đông Nam liệu có thay đổi suy nghĩ không? Siêu Sao Thần Bí, chương trình mới nhất đang trù bị của đạo diễn thực lực mới họ Vương. Hơn nữa lần này đảm bảo là chương trình âm nhạc thuần túy, không chiêu trò. Cậu cũng không cần vội, cứ từ từ suy nghĩ. Tôi nghĩ Hướng Đông Nam cũng sẽ không từ bỏ cơ hội tác thành cho học sinh của cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng đi đến ngày hôm nay như thế mà, phải không? Mẹ tớ hỏi sao lại quỳ xuống xem video. Bộ biến trở thành trượt giấy đen này khó cưỡng lại thật đấy. Anh Cư à, cậu dở được bản nhạc thật đấy à? Nếu các cậu muốn thì có thể chia sẻ cho các cậu mọi người cùng luyện. Thôi đừng. Từ lúc xem bản nhạc, tớ càng ngày càng chắc chắn hơn. Tớ từ bỏ. Tạm biệt. Bản nhạc này cho tớ khoảng 100 năm, tớ nhất định có thể đọc hiểu. Nhưng cậu có thể trao đổi với thầy Hướng một chút đó. Cái này chính là thầy Hướng dở cùng tớ mà. Cái gì? Thầy ấy định làm gì? Nè, thầy ấy không định cho chúng ta luyện cái này thật đó chứ? Tớ phát hiện, từ sau khi chuyện tình đồng nghiệp của thầy ấy tan vỡ, hình như dây thần kinh bị nối nhầm rồi. Tiêu rồi. Tay của tớ bắt đầu có chút đau rồi. Nào nào nào, tớ xem nào. Đúng là rất khó. Tớ luyện vài ngày mới chỉ đánh được có một tiết nhịp. Khi chúng ta viết văn, thường có rất nhiều lý thuyết về mối quan hệ giữa hai giới tính. Ví dụ yêu là gì? Là gì? Ừ, yêu dựa trên sự tồn tại và nhận thức. Hai tâm hồn hiểu sâu sắc về cuộc đời phù du của bản thân trong sự ngắn ngủi và cô đơn của vũ trụ bao la. Có sự cảm thông và yêu thương sâu sắc với cuộc đời của nhau. Đó mới là yêu. Theo kinh nghiệm từ mã lâu năm của tớ, người trưởng thành rất nhiều khi sẽ phân biệt chân tình bằng việc chia tay và thất tình. Trải qua ba giai đoạn, sau khi chia tay mà vẫn về lại bên nhau thì chứng tỏ duyên phận chưa tận. Tiểu Tây à, lý thuyết này của cậu khó hiểu quá. Tớ nghe không hiểu. Đúng đó Tiểu Tây, cậu nói xem hai người họ có làm lành không, thỏa mãn tâm hồn chủ nghĩa nhân đạo của bọn tớ chút đi. Được được được, đừng vội. Có nghiên cứu mới ra quy luật. Đây đều là kinh nghiệm từ mã lâu năm của tớ. Nghe xong những điều này coi như các cậu lời to rồi đó. Được được được, cậu mau nói cho chúng tớ biết đi. Người trưởng thành thất tình thường chia thành 3 giai đoạn. Giống như một chai nước ngọt ma quái phân tầng. Tầng 1, nước mướp đắng. Đắng đến nỗi cậu nhức đầu, đau tim, nước mắt đầm đìa. Từ nay sông xa núi rộng, sơn hà nhân gian, không nơi nào có người, nhưng đâu đâu cũng có bóng hình người. Cho dù cậu đang ở nơi đâu, đang làm bất cứ chuyện gì, cũng đều nhìn thấy bóng hình đối phương. Tầng 2, thời kỳ ớt cay. Bắt đầu không ngừng phấn đấu, dồn hết tình cảm cho công việc và vui chơi. Lúc đó che đậy nỗi đau trong lòng. Chờ đến khi được nước ớt tẩy não hết một lượt, cũng coi như tỉnh táo rồi. Cuối cùng chỉ còn lại nước trắng nhạt nhẽo. Ai sống cuộc sống người đó, hoàn toàn kết thúc. Thế là kết thúc rồi sao? Không có khả năng làm lành sao? Trừ khi một bên không muốn yên sự thì sẽ tiếp tục chuốt nước ớt cay cho bản thân. Nhưng vẫn còn một giai đoạn rất dễ dao động, rất dễ làm lành. Giai đoạn gì? Giai đoạn uống nước mướp đắng. Tại sao? Bởi vì trước đó mỗi ngày đều cho cậu ăn kẹo ngọt. Đột nhiên cho cậu uống nước đắng, có khó chịu không?
Có lý đấy. Tôi trông thấy hai người đấy chắc không còn hy vọng đâu. Cái gì mà không còn hy vọng? Chào thầy hiệu phó. Chào thầy hiệu phó Đỗ. Sao vẫn chưa cập nhật thế? Cô Tô, ngồi bên này đi. Cô Tô, cảm ơn thầy Ngô nha. Ăn cơm còn đọc sách à? Thầy Ngô đang bận đấy, dạy lớp 12 thì bận lắm. Cô Tô, cô ăn ít thế sao? Vâng, gần đây tôi không muốn ăn cho lắm. Bây giờ bảo tôi sửa bài thi sao? Tôi đi trước đây. Được. Em có thể cảm nhận được. Cảm nhận được sự hỗn loạn. Không ăn hết bữa cơm nữa. Đúng đó. Nè cô Tô. Cô Tô à. Cô Tô. Cô Phan gọi cô đấy. Hả? Có chuyện gì thế cô Phan? Cũng chẳng có chuyện gì. Chỉ là muốn hỏi cô cuối tuần có bữa liên hoan các thầy cô có đi cùng không? Tôi không đi đâu. Hay là thế này đi. Đến lúc đó cô gửi địa chỉ cho tôi. Tôi sẽ tới. Được thôi. Giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp nên tụ tập một tí. Đúng không? Đúng. Cùng nhau đi chứ. Ừ. Ăn thêm chút nữa đi. Ăn ít quá đó. Đây là ý tưởng của tôi. Chủ nhiệm cô có suy nghĩ gì không? Nên để nội bộ nhà trường diễn qua một lần đã. Diễn thử sao? Đúng, tạm quyết định là tuần sau. Thời gian chúng ta còn có chưa đủ một tuần để luyện tập. Chúng ta phải luyện tập nhiều hơn. Dư Huy, mở đầu trước đi. Dạ. Chúng ta đã từng có những suy nghĩ tương đồng. Tình bạn khăng khít dài lâu. Dừng. Điều cần nhất trong hợp ca là phải chuẩn âm. Thầy hiểu sau khi các em cắt bè sẽ rất dễ gặp phải khó khăn. Nhưng mà cần phải có niềm cảm hứng với phần bè của mình. Sau khi về nhà, dùng piano nhiều hơn hoặc có thể dùng nhạc khí khác để tìm được âm chuẩn. Cần phải tập luyện nhiều hơn. Thông qua phương pháp ghi nhớ vào các cơ thịt chúng ta là đưa âm vào trong cơ thể và máu của chúng ta. Việc xướng âm chúng ta cũng không được bỏ quên. Xin lỗi thầy Hướng, em sẽ luyện tập nhiều hơn nữa. Ngoài phần bè của mình ra, cần phải nghe nhiều hơn hợp âm của các phần bè khác. Thông qua các hợp âm và quãng âm của phần bè khác để tìm phần bè chính xác cho bản thân. Chỉ khi hát chuẩn âm rồi, hợp ca mới hay được. Mặc dù đây chỉ là một lễ hội của nhà trường, nhưng chúng ta cũng cần phải chú trọng, tôn trọng mỗi lần lên sân khấu. Phòng âm nhạc. Tan học nào. Đi thôi. Đi nào. Kha Vũ. Cảm ơn nha. Đỡ cho cậu ấy sẽ giúp cậu ấy dễ chịu hơn. Chỉ là đột nhiên rất hiểu các cậu. Ý cậu là gì? Chỉ là thuần khiết muốn bảo vệ bạn bè. Giống như kiểu phản ứng của bản năng. Các cậu lúc nào cũng làm chẳng phải là như thế sao? Sao cậu đột nhiên lại đổi tính rồi? Đối với ca tử, tất nhiên tớ không có nhàn tình nhã trí của hồ sư sứ giả đâu. Chỉ là lúc nãy thầy Hướng gọi tên ca tử, có người bị dọa cho mặt trắng bệch. Tớ chỉ sợ cậu ấy ngất đi, ảnh hưởng tới tiến độ. Nói vớ vẩn gì thế? Ai bị dọa tới mức mặt trắng bệch chứ? Cảm ơn. Ca tử. Ca tử, cậu sao thế? Thật ra lúc nãy lạc giọng không phải là Kha Vũ mà là tớ. Cũng được tính là đã làm việc tốt.
Sao tớ lại ngốc như thế nhỉ? Nghe kiểu gì cũng nghe không hiểu, hát kiểu gì vẫn cứ lạc giọng. Tớ cảm thấy cuộc đời của tớ không còn hy vọng gì nữa rồi. Thầy Hướng chắc chắn là ghét tớ lắm rồi. Không sao đâu, trước đây cậu giấu rất tốt, thầy ấy không phát hiện được đâu. Kiểu gì cũng sẽ có ngày phát hiện ra. Đến lúc đó tớ thực sự sẽ tiêu ngay. Nói cái gì thế? Cậu là ca tử trong khúc ca Hướng lên trời cao mà hát, tại sao đột nhiên lại bi quan thế? Ôi trời ơi, đừng khóc nữa. Không sao đâu. Chẳng phải thầy Hướng đã nói rồi sao? Chỉ cần điều chỉnh, luyện tập nhiều hơn là sẽ tốt thôi. Trước đó Doãn Tinh Nghiêu dạy cậu, có lẽ là phương pháp chưa đúng. Cậu dựa theo phương pháp của thầy Hướng, luyện tập nhiều hơn, nó không chừng lại tốt hơn đó. Được rồi, cậu đừng có nhục chí nữa. Mệt thật đó. Tôi đúng là đồng đội heo không thể thay đổi trong truyền thuyết. Nếu như cậu mệt mỏi như thế, chúng ta không tham gia nữa. Thôi tớ cứ luyện tập tiếp vậy. Nếu như tớ đột nhiên chạy trốn như thế thì cả đời này không còn mặt mũi nào gặp thầy ấy nữa. Được rồi, vui vẻ lên đi. Cười cái nào, cười một cái nào. Đừng buồn nữa. Sao em lại tới đây? Em thấy cửa đang mở. Em cứ tưởng là học sinh trực ban quên mất chưa đóng cửa. Không ngờ là anh ở đây. Ừ, anh đang dọn dẹp. Em có điều gì muốn nói với anh không? Cũng không có gì. Chỉ là chuyện Thanh Minh, chúng ta đã chia tay rồi, tại sao anh vẫn còn đăng nữa? Lời đồn truyền tới truyền lui lại biến thành sự thật. Chỉ là anh nói ra sự thật, trả lại sự yên bình mà lẽ ra thuộc về em. Không cần biết ra sao, cảm ơn anh nha. Thanh nói để anh rời khỏi nhà họ trước, để yên tâm sáng tác và chuẩn bị cho việc tổ chức liên hoan. Tốt rồi. Nếu như anh có việc gì cần nhờ, cứ nói với em bất cứ lúc nào. Ý của em là việc liên quan tới buổi liên hoan. Tô Kỳ à, chúng ta là những người cộng sự tốt. Điều này không thay đổi đâu. Em về trước đây. Anh cũng về sớm đi nha. Em có thể cảm nhận được sự hỗn loạn, nhưng lại không một ai nói với em. Nhưng khi đối mặt với sự rối bời, dừng lại suy ngẫm một chút, vậy thì ngày mai có thể sẽ tốt đẹp hơn. Đúng thế, muốn biết tại sao? Hiểu không? Anh ấy đi rồi, 3 thiếu 1. Cả người tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Không sao đâu Lục Tam, đợi một thời gian nữa anh sẽ quen thôi. Bây giờ thật sự tôi đang rất buồn. Cô Tô, nhất định cô không hiểu tôi. Nghe nói nhiều rồi, những tin đồn nhảm làm người ta nghi hoặc. Lục Tam, anh nhìn 2 đám mây trên trời. 2 đám mây ấy trông có vẻ như đang ở bên cạnh nhau. Thật ra chỉ là 2 tầng mây khác nhau. Nếu như có ở cùng nhau rồi, cũng chỉ là chốc lát. Mây hợp mây tan, nhân sinh ly biệt. Đúng như thế. Muốn trốn thoát. Cô Tô à, hả? Mây cuộn mây tan đều là do gió tắc oai tắc quái, không có quan hệ gì với mây cả. Cô đừng nghĩ nhiều quá.
Đúng thế, muốn biết tại sao. Trên đó tất cả đều ổn phải không? Tất cả là chỉ cô Tô sao? Cô ấy thế nào? Có giúp cậu thu dọn hành lý không? Có lời gì dặn dò cậu không? Cô ấy chưa về. Cô ấy không ở nhà hả? Bây giờ mà vẫn chưa về à? Thanh à, cậu gọi điện cho cô ấy đi. Đã muộn như thế này rồi mà cô ấy vẫn chưa về. Một cô gái ở bên ngoài không an toàn đâu. Tôi cảm thấy anh ấy rất buồn cười. Đúng vậy, buổi xem phim hôm nay rất vui. Chăm ra ngoài xem phim một chút. Hai người không cần tiễn nữa đâu, tiễn tới đây được rồi. Hôm nay cảm ơn hai người nha. Chuyện nên làm mà. Đêm hôm thế này cô là con gái, chúng tôi cũng không yên tâm được. Phải, hơn nữa chúng tôi cũng tiện đường. Đúng vậy, sau này chúng ta rảnh rỗi thì có thể thường xuyên tụ họp ha. Ừ. Vậy hai người về đi ha. Đến nhà rồi nói cho tôi biết một tiếng. Về sau nếu mà có dịp thì cứ gọi cho tôi là được. Được, thời gian cũng không còn sớm nữa. Hôm khác chúng ta lại nói chuyện. Nghỉ ngơi sớm nha, tạm biệt, tạm biệt. Nhìn cô ấy có vẻ rất an toàn, cũng rất vui vẻ. Những vì sao u ám lang thang một mình đến tận cùng ký ức. Sự xuất hiện của em đã khiến anh dừng bước quay đầu. Trao nhau số liên lạc. Trước đây có một con cá đang bơi. Nó càng lặn càng sâu, càng lặn càng sâu. Đột nhiên nó khóc òa lên. Con cá nhỏ khác liền hỏi nó: tại sao bạn lại khóc vậy? Em có biết nó nói gì không? Nước chảy vào mắt rồi. Nó nói áp lực của tôi lớn quá. Em có ghét anh không? Không. Vậy em có từng nghe qua có câu nói gọi là không ghét chính là thích, thích chính là yêu, yêu chính là yêu đến chết đi sống lại, yêu đến chết đi sống lại chính là không phải anh thì không thể nào. Cô Tô à, xem ra em đối với anh sớm đã bén rễ tình yêu rồi. Em khóc và nói anh quan trọng đến thế nào. Lần đầu cùng nhau bước qua mùa hè. Đồ lừa đảo. Không ghét. Căn bản không phải là yêu đến chết đi sống lại. Thật đúng là trong họa có phúc mà. Từ sau khi anh lên tiếng, ngược lại càng thêm nổi tiếng rồi. Em vừa cùng đĩa nhạc Nghệ Thanh bàn xong chuyện hợp tác. Bọn họ vô cùng có hứng thú đối với album tình ca đầu tiên của Hướng Đông Nam. Tình ca? Ừ. Người không có ai yêu như anh thì hát tình ca thế nào đây? Đạo diễn Khổng Lệnh Bình gần đây đang chuẩn bị một bộ phim điện ảnh mới, muốn mua một bài hát của anh để làm ca khúc chủ đề. Phim điện ảnh gì thế? Phim điện ảnh về tình yêu. Xin chào, tạm biệt. Nhanh như thế đã phải nói lời tạm biệt rồi. Không nói cái này vội. Chúng ta vẫn còn một cái đại diện phát ngôn mới. Hết rồi, em nhớ nhầm rồi. Những thứ thành đôi thành cặp đều không thể xuất hiện. Lạ thật. Tại sao những cái tất này của anh đều không thành đôi vậy? Từng bông hoa ngọn cỏ, từng cái cây. Bây giờ đến cả cái tất đều đến nhắc nhở anh đã độc thân rồi. Hiệu quả chữa bệnh của thời gian chậm quá. Say một trận có tác dụng hơn so với những phương pháp khác. Tớ không muốn tiếp tục nữa rồi. Vậy được, hôm nay chúng ta không tập nữa, tớ đưa cậu về. Tớ không muốn hát nữa rồi. Chẳng phải đây là ước mơ của cậu sao? Giống như thầy Hướng vậy.
Nếu không có năng lực thì không nên cưỡng ép mình đi làm những điều không thể. Đạo lý này tớ đã từng nghe qua, người với người thật sự không giống nhau. Ví dụ như tớ, rất ngốc, lại còn hay có những ý nghĩ viển vông, ôm ấp một số suy nghĩ trẻ con không thiết thực. Đột nhiên cảm thấy rất mệt. Không chỉ không thể trở thành người như thầy ấy, mà ngay cả trình độ chuyên môn cơ bản nhất thì tớ cũng không đạt đến được. Tớ căn bản không hề xứng làm học sinh chuyên nhạc. Ca tử à, không phải như vậy đâu. Tớ cảm thấy cậu có thể mà. Tớ không làm được. Chẳng phải cậu vẫn luôn biết điều đó sao? Hai chú ong nhỏ à, bay đến khóm hoa này, bay này chục chục, bay này. Em uống rượu. Hai chú ong nhỏ à, bay đến khóm hoa này, bay này chục chục, bay này bằng bằng, bay này chục chục, bay này chục chục, bay này bằng bằng. Anh uống rượu. Hai chú ong nhỏ à, bay đến khóm hoa à, bay a chục chục, bay a bằng bằng, bay này chục chục, bay này chục chục. Hai chú ong nhỏ bay đến khóm hoa a, bay này chục chục, bay này bằng bằng, bay này bằng bằng, bay này chục chục, bay này bằng bằng, bay này chục chục, bay này ùm, bay này bằng bằng. Anh thua rồi, anh uống. Hai chú ong nhỏ a, bay đến khóm hoa a, bay a chục chục, bay a bằng bằng, bay này bằng bằng, uống. Lúc anh rời bỏ em, anh là một món đồ chơi không có nhà để về. Cô ấy không cần anh nữa. Dù sao thì anh cũng từng nở hoa. Của em còn chưa kịp nảy mầm thì đã bị vặt đi rồi. Tại sao chúng ta không thể chơi đùa với cuộc sống nhỉ? Bởi vì chúng ta không đủ tàn nhẫn. Tại sao chúng ta không đủ tàn nhẫn? Bởi vì yêu. Cậu nói đúng. Anh nên ở dưới gầm xe, không nên ở trong xe. Cô Tô đến đón anh về nhà rồi. Anh à, em cảm thấy lại phải nảy mầm rồi. Hai chú ong nhỏ a, bay đến khóm hoa a, bay này a a. Những vì sao u ám lang thang một mình đến tận cùng ký ức. Bay này, sự xuất hiện của em đã khiến anh dừng bước, quay đầu. Tôi thua rồi. Tôi uống rượu. Trao nhau số liên lạc đã khiến em vui sướng đến nhường nào. Cả thế giới đang dậy sóng vì anh. Lần đầu hẹn hò. Cái gì thế? Hoa đấy. Cầm lấy đi. Lên mạng tìm mẹo khi hẹn hò. Lần đầu tiên, trong đôi mắt lấp lánh của anh chỉ có em. Từ nay, bến cảng của em chỉ để anh cập bến. Cuộc cãi vã đầu tiên, đã quên mất lý do. Chỉ còn nhớ, em khóc và nói anh quan trọng đến thế nào. Không phải, cái đó. Pháo hoa nở rộ đầy trời. Anh đã lưu lại ký hiệu trên đôi môi em. Anh quyết định sẽ chịu trách nhiệm cho hạnh phúc sau này của em. Miễn là em ở trong rừng hay sa mạc thì tất cả đều không quan trọng. Em chắc chắn anh chính là người mà em cần tìm và không thể thay thế. Hành trình sau này, vì có anh nên sẽ không còn nhạt nhẽo. Trêu đùa cùng anh,
những vì sao u ám, lang thang một mình đến tận cùng ký ức. Sự xuất hiện của em đã khiến anh dừng bước, quay đầu, trao nhau số liên lạc, đã khiến em vui sướng đến nhường nào. Cả thế giới đang dậy sóng vì anh. Cuộc cãi vã đầu tiên đã quên mất lý do. Chia tay đi. Nhưng mà em từng nói, chỉ cần yêu nhau hai thế giới thì làm sao? Em hối hận rồi. Anh không tin. Hôm đó lúc em đeo nhẫn vào rõ ràng rất vui mà. Trước nay em không hề lừa gạt ai, anh biết mà. Anh không đồng ý. Tùy anh thôi. Tô Kỳ, cốc cũng không mang đi. Thì dùng cái gì mà uống sữa đây? Người hay nhớ tới những thứ cũ như anh ấy, dùng cái cốc khác uống có quen không? Tinh Nghiêu, em tới tìm thầy Hướng à? Mở mắt ra cũng là cô ấy, nhắm mắt lại cũng là cô ấy. Đẹp thật. Cháu nói xem có phải bác hết thuốc cứu rồi không? Khắp nơi đều là cô ấy. Khắp nơi đều không phải cô ấy. Thôi xong rồi. Xem ra có lẽ bệnh của mình không chữa được rồi. Tôi ở trên thuyền, tiến đến bầu trời, ngắm nhìn trời xanh và mặt trăng tuyệt đẹp. Sao mình lại ngốc vậy chứ? Tôi biết tôi không thể lần nào cũng đều chiến thắng. Thầy ấy hát hay thật. Nhưng mà thứ tôi nhận được là cảm giác dạt dào và chân thật của thế giới. Mẹ, con xuống nhà ngay đây. Ca Tử, bạn Lý, cậu ném bóng qua đây đi. Ai có thể gọi được nữ hiệp độc hành thì hai chữ viên giả của tôi viết ngược lại. Cậu đi nhặt đi. Kha Vũ, bọn tớ đợi cậu. Xin lỗi, có phải làm phiền đến cậu rồi không? Đúng. Cậu đang nghe gì vậy? Zeppelin. Tớ cũng rất thích bọn họ. Có cơ hội thì hợp tấu một khúc đi. Không phải chứ, cô ấy rất ồn ào, sao lại cứ phải nghe nhạc ở đây chứ? Khiến chúng ta cứ như là đang bị ăn vạ vậy. Hạng Trang vũ kiếm, ý tại Bái Công. Bái Công cái gì? Ai vũ kiếm? Nào,